Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 10 tại ngã tư Nguyễn Đăng Ninh, Nguyễn Sơn thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong tại chỗ. Khoảng 8 giờ sáng, ông Nguyễn Thanh Việt sinh năm 1987 trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà điều khiển xe tải mang biển số 43C16223 chở theo xe múc đi theo hướng Đông Tây đến ngã tư Nguyễn Đăng Ninh, Nguyễn Sơn thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu thì va chạm với xe mô tô mang biển số 92F1-3806 do ông Lê Văn Xuân sinh năm 1949 trú tại số nhà 45 Nguyễn Thành Ý điều khiển đi theo hướng Nam Bắc. Hậu quả ông Xuân chết tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể về gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Hải Châu điều tra làm rõ. Tuy nhiên, khi phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin về người bị nạn, đã gặp không ít khó khăn bởi có sự cản trở của cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu.